Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 29. Triển lãm lần này có gần 200 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Pháp, Singapore, Thụy Sĩ, Ý, Ấn Độ, Ba Lan, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, v.v. tham gia. Tập trung giới thiệu vào khoảng 5 chuyên ngành chính là trang thiết bị y tế và thí nghiệm, dược phẩm và máy móc chế biến dược phẩm, bệnh viện và trang thiết bị bệnh viện, nhãn khoa, nha khoa. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh, triển lãm là nơi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược trưng bày và giới thiệu những thành tựu, những kỹ thuật hiện đại và các sản phẩm tiên tiến. Doanh nghiệp tham gia triển lãm có thêm cơ hội mở rộng giao thương, tăng cường chuỗi liên doanh, liên kết, đầu tư kinh doanh, đem lại giá trị thương mại cao.